Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự tối nay thứ sáu ngày mùng 4 Tết Nhâm Dần sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế hiện tại có công với nước tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.